Giao hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2020. Em vừa về được 5 cái chiếc máy lọc không khí Daikin. 4 chức năng các bác nhé, có cả hút ẩm. Dòng CZ65 đấy ạ. Toàn bộ máy rất là trắng đẹp, đã được vệ sinh test kỹ, thay màng lọc mới. Ở những cái con máy này thì có các cái tính năng lọc không khí này, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn, đặc biệt là hút ẩm các bác nhé. Sử dụng điện 100V. Đấy, máy sử dụng điện 100V nhé, không đút biến áp bên trong được. Các bác phải mua một cái chiếc biến áp riêng cắm bên ngoài. Đấy, toàn bộ 5 con rất là đẹp. Trước các bạn nào đặt em thì các bác có thể alo lại ạ. Đấy. Vì hàng này không phải lúc nào cũng sẵn có, nhiều khi là cũng phải đặt các anh em khác để họ gom hàng, sau đó họ dọn thì mới có hàng được. Em đánh số thứ tự từ 1 2 3 4 5. Chung là 5 con xem như nhau các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác alo cho em. Toàn bộ bảng điều khiển bên trong hết. Các bác lấy thì các bác alo nhé. Toàn bộ máy rất là đẹp. Lọc không khí, bù ẩm, khử mùi, hút ẩm. Giá em bán là 4.3 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn các bác ạ. Đấy, các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. Về toàn bộ máy đẹp, giá 4.3 triệu các bác nhé. Đấy, xin chào các bác.